Thưa quý vị, sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, thời tiết cả nước những ngày qua nhiệt độ giảm mạnh, nhiều nơi xuất hiện mưa rông lốc xoáy. Tại Hà Nội, dự báo ngày 28 tháng 3, Hà Nội mưa rét, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Các khu vực khác thời tiết ra sao, mời quý vị cùng theo dõi thông tin dự báo ngày sau đây. Theo Trung tâm dự báo Ký tượng thủy văn quốc gia, thông tin dự báo thời tiết ngày 28 tháng 3 năm 2023 tại khu vực Hà Nội và cả nước như sau. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 26 đến 29 độ C, có nơi trên 30 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 18 đến 21 độ C, phía Nam từ 21 đến 23 độ C nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 22 đến 25 độ C, phía Nam từ 26 đến 28 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, riêng miền Đông từ 35 đến 37 độ C. Trước khi nhiệt độ có dấu hiệu giảm, mưa bất thường, người dân vẫn cần phải chú ý đảm bảo cho sức khỏe, nhất là đường hô hấp, đừng quên mang theo áo mưa ô để tránh gặp phải những tình trạng như dính mưa cảm lạnh.